Em rất là thế còn Quyền, Quyền cảm giác như thế nào? Chừng thấy anh cũng đẹp trai. Em tên là gì? Em tự giới thiệu. Em tên là Bích Quyền, em năm nay 25 tuổi. Em là nhân viên kế toán, em làm ở công ty di động HNAM Mobile chị. À, HNAM Mobile. Rồi, mình đợi coi bạn trai mình hôm nay là ai nha. Mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh ạ. Chào chị Cát Tường và chào người bạn đấy. Chào bạn. Dạ. Bên kia tên là Bích Quyền. Dạ, em tự giới thiệu, em tên là Lê Văn Trường, em hiện tại là quê ở Thanh Hóa và hiện tại đang sinh sống và làm việc. Vậy không nghe gì trơn vậy? Nãy đi chung với anh kia hả? Dạ không. Thanh Hóa vào Thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ em vừa vào hôm qua. Vào hôm qua? Cái gì? Mới qua chạy vô đây vô luôn kiếm vợ vậy đó hả? Dạ, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Dạ. Ở Thanh Hóa làm việc ở Hà Nội, vô Thành phố Hồ Chí Minh kiếm vợ. Chứ đi xa vậy? Ủa là hôm nay vô đây là để tham gia chương trình mà muốn hẹn hò thôi hả anh ơi? Không ạ, tại vì em theo dõi chương trình rất nhiều và em thấy rất là có ý nghĩa mà. Em thì hiện tại chưa thể tìm được người như ý của em mong muốn. Thì em đã đăng ký tham gia chương trình nhờ chương trình tìm một cái người mà em đã gọi là liệt kê sẵn. Liệt kê rồi hả? Đâu liệt kê? Sao sao? Kể nghe dùng liệt kê coi. Thật là em thích những người gái miền Nam á. Thích gái miền Nam. Miền Nam tại vì giọng nói rất là dễ thương. Dễ thương không? Ngào. Cỡ chị Cát Tường không? À, chị Cát Tường miền Trung ạ. Ông miền Trung hả? À, em thích người con gái dịu dàng, thướt tha, da trắng má hồng. Da trắng má hồng. À, dạ vâng. Dịu dàng thướt tha da trắng má hồng. Thân hình cân đối. Quyền có thích quen với bạn trai ở miền Bắc không? Dạ không, em thích trai Sài Gòn. Người căng rồi nha. Căng rồi đó, vô là thấy câu mở đầu. Mới vô gặp mâu thuẫn rồi ta. Mình giới thiệu về mình trước đi. À, lỡ anh cũng đi ngàn dặm xa xôi đến đây đúng không? Mình phải cho mình cơ hội kéo màn còn tìm hiểu nữa chứ. Dạ em thì nhiệt tình, vui vẻ. Nói chung là sống tình cảm. Chỉ vậy thì ưu điểm có gì nữa vợ? Khuyết điểm? Khuyết điểm thì em hát dở lắm. Hát dở cỡ nào? Hát thử nghe coi nó dở cỡ nào. Dở lắm anh ơi, ai nghe cũng sợ. Kệ nó, thử anh nghe. Biết đâu cái đó ấn tượng sao? Em không thuộc bài nào anh ơi. Hát đỡ cỡ 2-3 câu cho anh Linh anh biết. Đúng rồi. Ba thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống ba. Thôi em hát. Trời ơi, bài đứa 3-4 tuổi hát không được mà em hát chưa đúng lời. Đúng rồi, em hát chưa đúng nhạc nữa. Thế mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ lúc trước em có quen 2 người chị. Một người lúc thời còn đi học á. Còn một người thì mới chia tay đây cũng khoảng 2 năm. Chia tay 2 năm? Dạ. Cái 2 năm nay là không có ai đeo đuổi mình sao? Như cũng có người này quen qua quen lại nhưng mà không có hợp chị. Bây giờ mình đã muốn lấy chồng chưa? Cũng muốn rồi chị. Bây giờ anh bên kia anh đầy đủ yêu cầu hết á thì mình có cho nhau một cơ hội không? Em không biết nhưng anh nói sao á. Xa đâu có sao đâu. Ta nói thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua mà xa cái gì. Nhưng mà cái mẫu người bạn thích là người như thế nào? Cho em thích là con trai nè, cao khoảng 1m7 nè, vui vẻ. Bạn cao 1m75. Nói chung là nó nhiều xíu. Nó nhiều? Dạ. Em ít nói nên thích người nó nhiều. Ủa sao kỳ vậy bạn? Thương. Qua sức lợi anh ơi. Bạn mình thì ít nói quá nè. Công việc cụ thể bạn là hàng ngày làm gì? Dạ, em hiện tại đang là kỹ sư cơ khí, nghĩa là em làm bên đại lý bán hàng dịch vụ cho nhà sản xuất máy, làm bên các máy móc công nghiệp. Máy móc công nghiệp. Dạ. Bạn không thích cái điểm nào ở người đàn ông? Nói chung là không thích đàn ông hút thuốc, gia trưởng, ăn mặc bê bối. Mình có cái mẫu người lý tưởng nào không? Thích Lý Hải chị. Anh Lý Hải ca sĩ hả? Dạ. Thầy giống Lý Hải nè. Giống mà. Hả? Giống giống Lý Hải á. Đến chương trình có ai theo ủng hộ mình không? Dạ có em gái đi cùng. Đâu em gái em đâu? Chào em. Dạ chào chị Cát Tường với anh Quyền Linh. À, em tên là gì? Dạ em tên là Xuân Tài á chị. Em ruột của Quyền hả? Dạ đúng rồi chị. À, thấy anh bên kia sao? Dạ thấy anh thì nói chung là cũng hiền cũng dễ thương. Cái vụ mà chị nói không có chịu ngoài người Bắc á, em nghĩ sao? Thấy có cứu vãn gì được mối tình này không? Em thấy quê ở đâu cũng được nhưng mà chị thích là phải lập nghiệp ở Sài Gòn. Nói chung là có nhà ở Sài Gòn để chỉ tới công việc của chị thì ở đây. Đủ giờ Hà Nội ta giàu quá rồi, giàu luôn mấy chục cái nhà luôn, không ra hả? Mua Sài Gòn chi? Giờ sao ở Hà Nội sao quen anh? Ủa quen, quen bình thường. Ngay sao đi chơi anh? Thì ra Hà Nội đi chơi. Em mới đi làm. Thì bây giờ mình chỉ cưới quen cái được là mình cưới luôn. Chưa tìm hiểu sao cưới chị? Cần cái gì tìm hiểu gì nữa. Bà này bà khó dễ sợ luôn vậy đó. Phải khó anh. Hả? Đủ giờ yêu nhau trong đây mà anh về Hà Nội là đám cưới đi không? Tại yêu thì trong đây bắt buộc ra ngoài. Còn giờ chưa yêu mà anh ở ngoài nữa. À sao? Vậy là hiểu rồi. Ngại thời gian hẹn hò không có chỗ đi. Hẹn hò thôi đúng không? Tức là yêu trong đây, nếu mà chịu đồng ý đám cưới
xong là ra ngoài ở được cái gì? Thì cái đó để suy nghĩ lại. Khó quá trời khó luôn thiệt. Thì bây giờ ông ấy để chị thương lượng coi, giờ mỗi tuần là tuần ảnh vô thăm em, tuần em ra thăm ảnh, thăm qua thăm lại khoảng chục lần đám cưới luôn, rồi ra ngoài ở quản lý làm việc ở ngoài. Bây giờ để hỏi coi có tiền đám cưới không nè. Dạ sao chị? Sao em giờ công việc ngoài kia ổn định lắm hả? Dạ vâng, thì em cũng khá ổn định ngoài đấy rồi. Khá ổn định ngoài xong ở ngoài kiếm vợ luôn đi rồi vô đây chi nữa. Thì em gọi là thích người Việt Nam mà. Nhưng mà em chưa bao giờ có cơ hội gặp người Sài Gòn à. Ừ nghe, em cũng hay công tác ở Sài Gòn. Nhưng mà em cũng chưa thể gặp được. Đó rồi bây giờ dạ. Chị đưa ý kiến cái vụ hẹn hò vậy đó. Nếu mà em thấy cũng hợp thì nếu hai người thấy hợp thì em sẽ cố gắng là một tháng em làm một lần. Tháng vào hoặc là họ có thể rồi lại đổi lại người đó thì ra Hà Nội. Rồi thí dụ như giờ đem cổ ra ngoài thì có tìm được việc đồ gì cho cổ làm không, hay là cổ ra ngoài rồi cổ làm cái gì? Việc thì trước tiên thì tùy theo khả năng của mình tìm, còn không thì người phụ nữ mà không sao cả. Ở nhà chồng nuôi? À vâng, không sao có cả. Nhà chưa? Tại em thì hiện tại chưa, nhưng mà trước khi cưới vợ thì em cũng mong muốn mua một căn nhà nhỏ. Mà muốn khi nào cưới? Thí dụ giờ được lẽ đi ra đi vô hoài. Em thì xác định thì em muốn tầm tuổi 29 tuổi. 3 năm nữa không lẽ giờ quen nhau 3 năm mà một tháng đi vô một lần tìm máy bay sao chịu nổi? Dạ không sao. Không sao? Dạ. Cái hình mẫu lý tưởng nào mà bạn thích á, ví dụ như hình thích mẫu lý tưởng giống em thích thì đó. Giống diễn viên Nguyệt Ánh. Nguyệt Ánh? Nguyệt Ánh. Cũng giống lắm á, giống. Nhưng mà giống là giống lý tưởng cho vui thôi chứ mỗi người một nét không có so sánh được. Giống đúng y chang Nguyệt Ánh, y chang có mái tóc. Chị thấy rất là có thành ý. Em nghe nãy giờ em nghe là chị đâu cần nói lại đúng không? Chúng ta sẽ kéo màn lên ha. Để cho cô ấy gặp đi. Kéo màn. Mỗi tháng vô một lần 3 năm cưới luôn. Có nhà trước khi cưới đàng hoàng nha. Mỗi tháng vô 3 năm vô liên tục vậy bán nhà luôn á. Chuẩn bị. Mời hai bạn. Chào anh. Tặng rượu. Dạ em cảm ơn. Thấy người ta chu đáo chưa? Hoa mà để vô cái hộp mình để giữ cái hộp luôn đi. Bỏ hoa vô cái hộp mới đẹp. Tặng cô khác là không có hoa là tặng cô khác nữa. Cái hộp đẹp hơn hoa. Em soạn cái hộp đẹp vậy mà tới hồi em tặng thì em lại lấy ra để cái hộp lại. Dạ em không biết thì em nghĩ là phải tặng hoa thôi. Ý không phải hoa thiệt. À không hoa thiệt, hoa sáp. Hoa sáp là hoa là sao? Em cũng không biết. Đẹp quá, hoa sáp. Cảm ơn nha. Vô nhiên, của người ta. Vô vô. Hả trời ơi, thấy đẹp quá tôi lấy luôn. Quá đẹp. Anh nói với em nghe nha. Chưa thấy chàng trai nào mà chuẩn bị kỹ lưỡng gì đó. Mua mà không mua hoa thiệt, mua hoa sáp á. Sợ héo đó. Là tình yêu nó không bao giờ phai mờ theo cái hoa sáp này, để ngàn năm nó cũng hư nữa. Là kỹ lắm á. Anh thiệt, anh là anh gái anh chọn liền luôn á. Rồi, 2 phút tâm sự. Thế lúc nãy cũng có nói chuyện em không thích ở xa. Hiện tại thì anh đang ở Hà Nội. Thì Sài Gòn thì anh chỉ là công tác thôi. Nếu mà mình đồng ý á, thì anh sẽ vào một tháng làm lần. Một tháng nhau rồi. Một tháng thôi, tại vì anh ngoài Hà Nội cũng khá là bận. Dạ. Thì nói chung tại anh ở xa quá, mình tìm hiểu thì nó cũng khó lắm. Nếu mà hôm nay, nếu mà em tạo cho chúng ta một cơ hội thì anh nghĩ là ngày hôm nay sẽ rất là khó quên. Dạ. Quan điểm của anh về hôn nhân á, gia đình là như thế nào? Anh chỉ thích người chung thủy thôi. Anh không thích phụ nữ mà không chung thủy. Mắt đưa tình. Cái đó thì em không có, nhưng mà em thấy anh nãy yêu cầu của anh cũng cao lắm. Cao gì không? Biết có em có đạt yêu cầu không? Anh nhìn thấy em con mắt rất đẹp và mũi rất đẹp. Cảm ơn anh. Nhưng chưa thấy ai nhiều chuyện bằng hai ông bà này. Nói chuyện đứng cứ nhìn hoài. Thì thích thú người mà sợ cũng không anh chọn tiếp. Anh có sở thích gì không? Anh có sở thích à? Sở thích là đá bóng, rồi hát hò, rồi đi du lịch. Em hát dở lắm anh. Anh thì thích giọng Sài Gòn với miền Trung, cho nên anh rất thích những ca khúc mang giai điệu trữ tình. Thôi hát đi, hát tặng đoạn đi em. Hát tặng đoạn luôn. Gặp nhau cái thuở ban đầu, áo xanh áo ở xanh mà em mặc một màu thiêng thanh. Ràng em đẹp tựa trong chăn, mà trong đôi mắt duyên lành của nửa đôi. Bữa sau quá. Em mặc áo vàng, áo em áo. Thôi em quên rồi. Nhiều đó thôi, nhiều đó để tiếc. Nhiều đó thôi. Hay. Hay hơn cháu ba nãy nhiều. Không biết tại sao anh có sở thích là rất thích người miền Trung và miền Nam. Sao kể sao anh thích người Hà Nội? Tại vì ở Hà Nội anh cũng có quen. Nhưng mà anh không thấy hợp, cho nên là anh cũng không muốn làm khổ người ta, cho nên là anh cũng không
không muốn đồng ý. Bỏ cái vụ ngoài Bắc ra đi, giờ em cảm nhận bạn trai này như thế nào? Về vùng miền thì bỏ qua, còn mọi thứ em thấy anh cũng ok. Quá ok chứ. Lấy nhau mà anh muốn em sinh cho anh mấy đứa? Thì anh muốn mấy đứa. Thì anh thì quan điểm hiện đại nó chỉ cần hai thôi, chỉ hai là đủ. Em rất nhiều con. Nhiều thì vô tư thôi. Sao? Thí dụ mai mốt em theo ảnh ra ngoài lập nghiệp luôn, hỏi ảnh bao lâu cho anh em về thăm nhà một lần, thí dụ vậy. Ủa, thoải mái. Nhưng mà vấn đề có đủ chi phí đi hoài. Thì tất nhiên thì đã nói thì mình phải thực hiện. Dạ ok. Có lấy nhau sớm hơn được không? 3 năm đi tốn tiền tới máy bay lắm. Đấy tùy em, gia đình anh thì là mẹ bố mẹ anh cũng dục, tại vì anh còn trưởng. Bây giờ em nói một câu gì chinh phục cổ cuối cùng mà suy nghĩ 30 giây. Suy nghĩ nha. Nói sao để có bấm nút á. Nói sao có bấm nút nè. Suy nghĩ đi, bắt đầu. Anh yêu cả những ấn tượng về mặt ngoài trước thì anh nghĩ là nếu mà tạo điều kiện cho nhau cơ hội, nghĩa là không lo khoảng cách xa, nếu mình có thể đi được thì hôm nay nếu mà em đồng ý, hôm nay không bao giờ anh quên thì anh sẽ bấm nút. Rồi tới em nói đi. Em hả? Chút nữa anh biết kết quả. Rồi hết thời gian. Thời gian dành cho hai bạn chỉ có trong 3 tiếng đếm thôi. 3 2 1 Cảm giác em bây giờ như thế nào? Em rất là vui em gặp người. Đó, nhìn cũng giống người ảnh. Có mặt nhỏ dễ thương. Em rất là thế còn Quyền, Quyền cảm giác như thế nào? Chừng thế ảnh cũng đẹp trai. Thì là được rồi. Mình nắm tay nhau cái đi. Nó tình cảm ta đi xa. Ôi, lắm đó. Này nắm vậy. Nắm chứ đâu phải bắt đâu mà. Nắm tay chặt tay nhau coi. Nãy giờ tôi lo thiệt, lo muốn chết luôn vậy đó. Bạn đi tỏ tình mà tôi lo giùm á, thật sự. Tôi rất là thích. Anh nói thiệt với em nha, đây là chàng trai rất là bản lĩnh. Anh thấy tính của anh ấy là vững vàng đấy, lập trường chắc chị đấy. Nói thiệt với em, ai mà tỏ tình với chị mà ở xa mà nói mỗi tháng anh vô thăm em một lần là chị đồng ý liền luôn. Chị nãy giờ chị cứ lo em không có nhấn nút. Anh nhớ một câu này nè, là nếu như em đồng ý nhấn nút thì ngày này anh sẽ không bao giờ quên tặng cặp vé dành cho hai bạn. À, gửi cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn được nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Dạ, dạ. Cảm ơn đi xem phim liền cho chị. Đừng rời xa nhau. Em mối tình đã bao lâu? 5 năm ạ. 5 năm? Tại sao chia tay? Dạ, ảnh không cưới. Tại sao con trai mà thích mặc áo bông? Thì mình nghệ sĩ mà người ta làm cái gì đó nó tính chất này. Tôi cũng nghệ sĩ, tôi đâu có mặc áo bông. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Hả Mang. Mời bạn Nam. Chào chị Cát Tường nè các bạn. Mời bạn ngồi. Dạ. Dạ em tên Đặng Kim Hoàng. Đặng Kim Hoàng. Dạ. Năm nay em 35 tuổi. Làm nghề gì bạn? Dạ em làm kỹ sư điện tử và làm kỹ thuật âm thanh. Hai nghề. Rồi, Kim Hoàng 35 tuổi. À, và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào bạn, bạn tên là gì? Em là Lê Thị Như Quý ạ. Em là nhân viên văn phòng. Quý năm nay bao nhiêu tuổi? 32 tuổi. 32. Trước giờ có nhiều mối tình chưa? Nhiều hơn một ạ. Nhiều hơn một. Dạ. Là hai hay là chín? Dạ thì người ta nói là những cái na ná tình yêu thì nó có nhiều, nhưng mà tình yêu thì chỉ có một. Nên em thấy là em quen nhiều hơn một người, nhưng mà không biết cái nào là tình yêu nó là bao nhiêu. Nên em không biết, em chỉ biết là nhiều hơn một thôi ạ. Không biết trả lời ghê nha. Nhưng mà như thế nào mới là một tình yêu thật sự? Một tình yêu thật sự á là một cái người mà có thể san sẻ, hiểu mình và chấp nhận chính con người mình, chứ không phải những cái điều mà bạn ấy thấy. Em thì dễ gần, thân thiện, hòa đồng. Ưu điểm thì phải do người đối diện cảm nhận, chứ bản thân mình thì không thể nói được. Em là khá là nóng tính. Khi nóng lên thì hầu như là ít tiết chế được cái cảm xúc, thì thường sẽ nói lớn hơn, nhanh hơn, khiến cho người đối diện cảm thấy là không có được vui lắm. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà mối tình thì xưa giờ chỉ có 2 mối tình. Mối tình thứ hai thì cũng gần đây, cũng khoảng 2 năm nay. Nói chung là người đó cũng ghen quá. Bạn bè, đồng nghiệp công ty em á gọi đến hay như thế nào là bắt đầu là cứ ghen rồi này kia, hai đứa đâm ra hay cãi nhau lắm. Bạn có thể nói về một cái mối tình nào mà bạn ấn tượng nhất?
thời gian mà em vừa mới vào lập nghiệp ở Hồ Chí Minh á, thì em có quen một đồng nghiệp trong công văn phòng, làm chung lâu ngày rồi nảy sinh tình cảm. Quen mối tình đó bao lâu? 5 năm ạ. 5 năm? Dạ. Tại sao chia tay? Dạ, ảnh không cưới. Vậy là trong 5 năm đó bạn có khi nào tỏ ý cho anh biết là bạn muốn kết hôn không? Dạ có ạ. Nói thẳng hay nói mấp mé? Nói thẳng chị. Rồi anh trả lời sao? Tại vì bây giờ là phải lo sự nghiệp trước. Anh nó nhiêu tuổi? Dạ hơn em 2 tuổi. Hơn 2 tuổi cũng 35 rồi, còn gì nữa mà sự nghiệp gì nữa. Chị không tin đâu, hay là anh có một người phụ nữ khác nữa? Vậy cái đó phải hỏi ảnh. Bây giờ bạn muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Một người đàn ông có trách nhiệm và có ý định lập gia đình. Bạn mong muốn bạn gái mình phải như thế nào? Cao cũng khoảng 1m65 gì đó. Hiền, đàng hoàng, biết lo cho gia đình. Có tính toán con đường hôn nhân sắp tới chưa? Dạ em cũng có tính chứ, mình cũng lớn tuổi rồi, mình cũng phải tính cái gì đó cho gia đình chứ. Nhà bạn ở đâu? Quê em thì ở Phú Yên rồi, chứ mà giờ hiện giờ em đang sống và làm việc tại quận 12 anh. Quận 12 là nhà của mình luôn hả? Không, em ở với nhà chị. À, ở nhà bà chị. Ví dụ bây giờ cưới vợ thì về ở đâu? Chắc lẽ nếu mà cưới vợ thì mua nhà. Những cái gì mà bạn cho rằng tật xấu của bạn không thể bỏ được? Nhiều lúc tính em cũng còn nít lắm, với lại hay giận vu vơ, nhưng mà lại mau quên lắm, bỏ qua chứ không có đau bụng. Ưu điểm cho em thì nấu ăn giỏi, với lại em chơi được nhiều nhạc cụ. Có hát được không? Hát thì chắc em cũng hát cũng dở chứ không được hay. Tại sao con trai mà thích mặc áo bông? Thì mình nghệ sĩ mà, những cái làm cái gì đó nó mang tính chất nghệ sĩ. Tôi cũng nghệ sĩ, tôi đâu có mặc áo bông. Thường thì một người phụ nữ mà quen một mối tình mà 5 năm rất là lâu, nhất là cái tuổi xuân của mình, thì lúc mà chia tay bạn có bị thất tình không? Khi em bị thất tình thì không biết thế nào hết, tại vì ở xa nhà cho nên hả, giải tỏa bằng cách là mua sắm, ăn uống. Và cái việc ăn uống vô độ nó khiến em chịu một cái hậu quả khá là lớn. Hậu quả gì em? Đó, tăng cân chút đó. Dạ không chút. Nhưng mà không sao, vậy dễ thương. Tăng bao nhiêu cân? Gần 20 cân ạ. Khủng hoảng nhất là bao nhiêu ký? 75 ký ạ. Rồi bây giờ là còn nhiêu ký? Dạ 63. Thôi thôi, xuống cũng được hay hả? Rồi hy vọng giảm được bao nhiêu cân nữa? Dạ, theo như bố em chắc là phải thêm 5 cân nữa. 5 cân nữa thôi, gì mất miếp cũng được rồi ha. Anh Kiên tính nghệ sĩ lắm. Dạ. Bạn có thích nghệ sĩ không? Mọi cái em đều thích ạ. Nghệ sĩ có máu khùng lắm á. Người ta nói thường thiên tài sẽ hay khùng. Phải không? Vâng ạ. Không biết bên đây có tài không mà. Bạn không thích cái điểm nào ở người đàn ông? Đừng có quá ngớ ngẩn, với lại đừng có khoe khoang quá. Anh này anh chơi được rất là nhiều nhạc cụ, bạn có biết làm gì về nghệ thuật không? Dạ không ạ, nhưng em thích nghệ thuật. Hát một đoạn, đồng ý không quý vị? Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu thương cao vợi vời, 20 năm cuối là bao. Chào chị. Chào bạn. Dạ. Ủa anh cao bao nhiêu thấy cao quá vậy? Cao 1m8 vậy. Hả? 1m8. Hèn chi tôi nhìn là thấy cao rồi. Bạn không thích cái điều gì ở người phụ nữ? Dạ thì em không thích phụ nữ như là trang điểm lè lẹt, hoặc là sao không tan chân, nhuộm tóc. Không thích là đó. Với lại em không thích phụ nữ mập. Ủa sao vậy bạn? Mập nhìn mướt mít dễ thương chứ. Sao không thích? Giờ ta đang trên đà giảm cân, có nghĩa là người ta bị một cái cú sốc người ta mới mập. Muốn lấy vợ chưa? Muốn thì cũng muốn, nhưng mà với điều kiện phải tìm đúng đối tượng. Chị cũng khó chịu lắm nè. Em thì cũng kỳ tính, kỳ tính. Không có thích mập. Dạ. Hôm nay bạn đến đây với ai? Dạ em đi với mẹ. Dạ chào cô. Cô chào Quyên Linh và Cát Tường. Theo như cô ở Huế vào á, cô thấy được. Bây giờ anh đó anh nói anh không thích. Dạ anh không thích phụ nữ mập. Theo như cô thấy cháu đang nói không thích là những cái là loè loẹt, rồi sơ mồng tay hoặc là mập. Mà cái điều đó là con cô là hiện tại chỉ là như vậy á. Mà theo cô nghĩ là cái đó cái để nó tự nhiên á, rồi sau đó sẽ gặp nhau rồi cái duyên là nó đến thôi. Cô có nôn có rễ chưa cô? Nôn cô nôn lắm. Bữa cô nghe anh cháu nó lên chương trình á, cô bay vào à? Dạ. Cô bay từ Huế vào để xem á hả? Để khuyến khích cháu mới vào cái hôm. Nhưng mà tại sao tôi không hiểu, tại sao bạn lại không thích gọi là sơn tay móng chân? Cái đó phụ nữ người ta làm điệu mà, sơn nó đẹp mà, để sơn lên nó đẹp mà, có cái gì đâu. Tại em thích đẹp nhẹ nhàng á, đẹp mà dịu dàng, đừng có chó ló à, được rồi. Nhưng mà gặp đi,
ánh mắt sẽ quyết định tất cả. Rồi, chúng ta chuẩn bị cái màn lên. Hai bạn sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. Chào anh. Theo như em thấy những gì anh nói hồi nãy chắc là em không đạt được cái điểm nào rồi đúng không? Người ta nói em là có tướng phú quý đấy anh. Đó. Người ta đều thuộc là thích màu mè với lại xinh xinh đúng không? Mà anh không thích màu mè. Anh thì anh cũng tiếp xúc quá nhiều rồi. Tiếp xúc người ngang ngán đúng không? Đúng rồi, anh lại... mở nhiều nó cũng ngán. Thì là thời gian rảnh rồi anh hay làm gì? Rảnh rồi thì anh cũng hay nghe nhạc. Tại sở thích của anh là disco và rock. Disco và rock. Anh thường anh thích ban nhạc rock nào? Cọc Bi Ông. Hoặc là như là... giờ tự nhiên anh quên mất. Ok, cái đó thì từ từ, tại vì em cũng khá là thích rock. Nếu mà không có Thành thì có thể mình sẽ vui vẻ đi nghe rock. Em cũng có một cái bạn, một nhóm bạn cũng khá là thích rock. Anh rảnh tôi dẫn đi rock, rock mía chơi. Quan niệm tình yêu của em là như thế nào? Quan niệm của em nó chỉ đơn giản thôi. Em yêu người mà em yêu, em ghét người em ghét, nhưng em sẽ không ghét người em đã từng yêu. Không biết anh với anh thì có vấn đề gì hay không? Anh chỉ mong muốn tìm người yêu người đó rất là cảm thông chia sẻ là được. Anh chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Chung tình, cái đó chắc em có thừa đó. Nhưng mà không biết là... anh rung trước một bóng hồng đang nổi bật ở đây đó. Chắc nổi quá em rung, chắc nổi em rung. Rung chứ còn gì nữa, nhìn không dám nhìn vô mắt người ta. Thấy người con gái bản lĩnh chưa? Quý phái bản lĩnh chưa? Em đừng có rung. Nhận xét bạn nam là người như thế nào? Sở thích và là cái quan điểm nhận xét của mỗi người thì ai cũng có cái riêng. Hơi tiếc một chút xíu là em lọt vào trong cái top mà anh không thích. Rồi bạn trai cảm nhận bạn gái thế nào? Này cũng được. Sao nhưng mà hơi mập thôi, có gì đâu. Vẫn giữ quan điểm là không thích mập. Dạ. Không thích mập. Người ta nói hữu duyên thiên lý thì năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Anh em mình gặp nhau cũng là có duyên, hy vọng sẽ gần còn có duyên gặp lại anh nữa. Mày mà không khái mập tôi thua gì cũng thua chứ. Nói vậy thôi chứ. Giả bộ thôi chứ. Mặt xanh lè. Hết giờ. Mời bạn trai đặt tay lên nút bấm. Bấm hay không bấm tùy quyền của hai bạn. 3 2. Một. Hết thời gian. Đó, mặc cỡ kìa. Phỏng vấn một chút, phỏng vấn cặp này một chút. Tại sao hồi nãy anh nói là anh không thích mập mà cuối cùng anh vẫn bấm chuông? Dạ thì thời gian cứ hai đứa tìm hiểu từ tính sau, có thể nó cũng khắc phục được mà. Thường phụ nữ mà khi nghe người đàn ông nói mình không có phải cái chuẩn của họ thì mình sẽ cảm thấy mình bị tổn thương, mình chạm cái lòng tự ái của mình chẳng hạn. Tại sao bạn nghe ảnh nói vậy mà cuối cùng bạn vẫn bấm? Thì em cảm thấy mỗi người đều có quan điểm riêng của mình. Còn cái việc bấm thì em chỉ nghĩ là mở cho người khác cánh cửa cũng như là mở cho bản thân mình cánh cửa. Thí dụ như bây giờ anh hồi nãy anh không có bấm, một mình bạn bấm thôi thì sao? Dạ cũng không sao à. Đón nhận người ta không đón nhận mình. Đó là mỗi người có một cái quyền riêng. Và cái việc đó cũng không ảnh hưởng gì. Rất hay. Thay mặt chương trình gửi tặng các bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Tặng hai bạn một món quà, vé xem phim. Hy vọng rằng các bạn sẽ có thời gian tìm hiểu hơn. Và tôi tin chắc rằng một thời gian không xa, bạn Kim Hoàng sẽ thích mập. Mình nắm tay nhau một cái đi anh. Nắm tay nhau đi. Gì vậy, nắm tay phải bắt tay đâu à.